Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một trận thi đấu môn phái tháng với môn phái Tàn Kiếm Thức Tỉnh. Và ở cái cụm của mình thì có rất nhiều những nhân vật nổi trội với lực chiến rất cao và những cái cách build đồ rất là tuyệt vời anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em. Đầu tiên anh em có thể thấy được là trong cái bảng này chúng ta có những môn phái, những nhân vật rất nổi trội. Ví dụ như bên nhánh trái chúng ta sẽ có lôi đài 1 có Buka, lôi đài 3 có Tiêu Vương, lôi đài 4 có Convin. Bên nhánh phải chúng ta sẽ có M3 ha, rồi sẽ có Rồng Phương Nam và cả Diệu Thu nữa anh em ạ. Rồi bây giờ có lẽ là mình sẽ chọn đại một lôi đài nào đó, bởi vì cái trận đầu tiên thì nó diễn ra rất là nhanh chóng rồi. Mình sẽ di chuyển về lôi đài số 5 của M3 đi, đứng kế bên đây luôn anh em ạ, để chuẩn bị quan chiến nhân vật M3. Đây, M3 đánh với Độc Cô Gây Mê của bang Thiên Địa server S238. Hiện tại M3 đang sở hữu mốc lực chiến là 57.6 triệu nha anh em ơi. Lôi đài này thì Tiêu Vương đang đấu với Biro. Tiêu Vương có mốc lực chiến là 52.9 triệu nha anh em ạ. Tiêu Vương là 52.9 triệu. Từ từ mình sẽ giới thiệu từng mốc lực chiến của các nhân vật ở các lôi đài cho anh em xem. Diệu Thu đang đánh với Hiếu Sài Gòn. Diệu Thu thì có mốc lực chiến rất khiêm tốn, chỉ 50 triệu thôi anh em ạ. 50.000 hình như là lẽ 5.000 thì phải, 50.000 thì phải, đúng rồi. Nói chung là 50 triệu đi ha, mình làm tròn đi. Diệu Thu là một nhân vật có lối build đồ rất khỏe so với lực chiến nha anh em ạ. Phải nói là 50 triệu nhưng mà được phải nói là cái cách build rất trâu cho cái nhân vật này. Như vậy là chúng ta có thể thấy được ở vòng trận đầu tiên cũng đã kết thúc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chờ đến trận tứ kết anh em ạ. Và bây giờ thì mình sẽ xem mà những lôi đài nào, những team nào sẽ đối đầu với nhau và mình sẽ di chuyển về lôi đài đó. Rồi mình có thể thấy được Diệu Thu và Rồng Phương Nam tại lôi đài số 4 hoặc là lôi đài số 2. Mình sẽ về lôi đài số 2 đi anh em ạ. Để xem Tiêu Vương đấu với Convin. Tiêu Vương là 52.9 triệu, Convin là 51.9 triệu, như vậy trên là chỉ khoảng 1 triệu lực chiến thôi nha anh em ơi. Có vẻ như là Tiêu Vương lực chiến nhỉnh hơn. Để xem ai sẽ là người chiến thắng ở cái vòng tứ kết này. Cái trận tứ kết anh em ạ. Tiêu Vương đang áp đảo hơn rồi, mình thấy Tiêu Vương áp đảo. Phải nói là cái khả năng gây các hiệu quả bị thương của con Tàn Kiếm Thức Tỉnh rất khó chịu. Khi mà anh em đã bị thương rồi thì chúng ta tiếp tục dồn đam. Như vậy là Convin đã bung 7x rồi. Tiếp tục Tiêu Vương dồn đam. Hiện tại Convin đã bất lợi rồi anh em ơi, Tiêu Vương vẫn còn 7x. Wow. Convin đã bắt đầu kinh công và Tiêu Vương đang bị khống chế. Tiêu Vương bật được tâm kiếm rồi, tiếp tục khống chế anh em ạ. Như vậy là Convin có lẽ trận này phải toàn rồi, bởi vì hiện tại đang rất yếu máu. Convin đã lên được tâm kiếm và Tiêu Vương vẫn quyết định chặt chém không buông bỏ. Như vậy anh em thấy là Convin tiếp tục lên được phong tháp vân cảnh và Tiêu Vương cũng đã lên được phong tháp vân cảnh cả tâm kiếm luôn rồi. Hai bên đang khống chế ở những giây phút cuối cùng. Và một hit nữa, như vậy là Tiêu Vương đã giành được thắng lợi rồi anh em ạ. Để xem, chúng ta vẫn còn một lôi đài. Đó là lôi đài số 4. Đó là cặp đấu giữa Diệu Thu và Rồng Phương Nam. Như vậy là Diệu Thu cũng đã giành được chiến thắng. Diệu Thu thì có một lực chiến như mình giới thiệu đó là 50 triệu và Rồng Phương Nam là 51 triệu rưỡi nha anh em. Như vậy Rồng Phương Nam nhỉnh lực chiến hơn nhưng Diệu Thu đã áp đảo được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến về lôi đài số 2 để xem M3 đánh với Diệu Thu. M3 có mốc lực chiến là 57.6 triệu và Diệu Thu có mốc lực chiến là 50 triệu anh em ạ. Cuộc chiến xảy ra rồi, M3 áp đảo từ những giây phút đầu tiên. Diệu Thu đã phản kèo ngược trở lại rồi anh em ơi. Không bên nào chạy luôn, quyết định giao tranh ở những giây phút đầu tiên. Như vậy hiện tại Diệu Thu đang khống chế và dồn đam M3. M3 đã yếu máu rồi nên mà Diệu Thu tiếp tục áp đảo. Wow, 50 triệu đánh 57.6 triệu. Một cái kèo là được chiến rất căng nhưng chúng ta có thể thấy được Diệu Thu vẫn gây đam rất nhiều. Hiện tại thì M3 đã lấy được lại ưu thế và đã hồi phục lại được máu. Diệu Thu bắt đầu tuột máu rất nhiều rồi nên mà. Và bây giờ thì tiếp tục hồi máu. Lần này thì M3 đã áp đảo khống chế được rồi. Phong tháp vân cảnh đã được bật lên và Diệu Thu chúng ta đã mất khoảng 50% máu. M3 vẫn còn máu rất nhiều nha anh em ơi. Phải nói là khả năng hồi phục của con Tàn Kiếm Thức Tỉnh rất khó chịu. Hiện tại Diệu Thu tiếp tục bị mất máu, không thể nào hồi phục được anh em ạ. M3 đang bị khống chế rất nhiều. Rồi. Wow.
Cả hai bên đang lưỡng bại câu thương, M3 tiếp tục được hồi phục máu. Như vậy M3 đã kết thúc được diệu thu khi chúng ta lên được phong tháp Vân Cảnh. Phải nói là mặc dù bị chênh lệch đến hơn 7 triệu lực chiến, nhưng em có thể thấy được khả năng tạo đam cũng như khả năng trụ được rất lâu trong cái trận chiến. Và bây giờ thì chúng ta tiến đến trận chung kết giữa M3 với HV Buka. HV Buka sở hữu mức lực chiến là 60 triệu 700 ngàn nha anh em, 60 triệu lẻ 700 ngàn. Và M3 chỉ có 57 triệu thôi. Như vậy M3 thua ạc HV Buka đến 4 triệu lực chiến. Và chúng ta hãy cùng xem ai lại sẽ là người giành chiến thắng đây. Hiện tại Buka đang áp đảo, M3 đã mất khoảng 40% máu. M3 tiếp tục hồi phục máu, lên được tâm kiếm rồi, khống chế dồn đam và hồi phục lại lượng máu. Quá ghê gớm anh em à. Như vậy Buka đã bắt đầu tuột máu, Buka tiếp tục hồi máu. Cả hai bên đang giằng co, có vẻ như là bên 8 lạng người nửa cân anh em ơi. Như vậy là M3 đã lên được tâm kiếm rồi, Buka cũng đã lên được tâm kiếm và phong tháp Vân Cảnh. Cả hai tiếp tục lao vào và tung những đòn đánh thường ra anh em à. M3 tiếp tục khống chế và dùng đam, có vẻ M3 hiện tại đang được khống chế nhiều hơn. Rồi Buka phản kèo ngược trở lại, M3 đang bị khống chế rồi nè mà M3 đã tuột máu, mất 7x rồi. Wow, tiếp tục dồn đam, M3 bung. Wow, cái phải nói là cái tâm kiếm rất hiệu quả của M3 đã ngăn chặn một cái lượng sát thương rất lớn đến từ cái chiêu 7x của Buka. Và chúng ta thấy là hai môn phái hiện tại đã hồi phục lại lượng máu. Phải nói là môn phái tàn kiếm thức tỉnh có khả năng hồi máu bá đạo cực kỳ. Bây giờ Tiếp tục dồn đam, M3 đang bị dồn đam rất nhiều anh em ạ, rất nhiều rồi, khả năng M3 sẽ bị kết thúc chăng? M3 còn 30% máu thôi. Tiếp tục khống chế, M3 đã hồi phục lại máu được khoảng 60% rồi. Wow, hồi máu rất ghê gớm, thời gian chỉ còn khoảng 27-26 giây nữa. Và chúng ta có thể thấy được hiện tại Buka vẫn đang cố gắng áp đảo M3. Nhưng M3 đã phản kèo ngược trở lại rồi anh em ơi. M3 đang giành lại ưu thế thuộc về mình, M3 tiếp tục bung x và tạo một lượng sát thương rất lớn về Buka. Wow, cả hai bên đã bật tâm kiếm và cả phòng tháp Vân Cảnh, thời gian chỉ còn khoảng vài giây nữa, liệu ai sẽ là người chiến thắng? Wow, ai đây? Như vậy kết quả đã có và chúng ta hãy cùng xem, đó là M3. Như vậy anh em có thể thấy được, chúng ta thấy là M3 lệch 4 triệu lực chiến so với Buka, nhưng có lẽ với cách build đồ, cách BK chắc hơn thì M3 đã giành được chiến thắng anh em ơi. Nói chung là khi mà anh em lên cấp tông sư này có rất nhiều trang bị để nâng lực chiến cho anh em, và nếu chúng ta không biết cách phối hợp những cái trang bị này lại với nhau thì nhân vật của mình sẽ không khỏe được nha anh em ơi. Như vậy là cái trận thi đấu môn phái đến đây đã kết thúc rồi, và nếu như anh em yêu quý cái trận thi đấu phái này hãy cho mình xin một like nha, và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.